Huấn luyện viên Ngô Trường Giang sẽ hướng dẫn kỹ thuật giật bóng xoay lên và xoay xuống. Đây là kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn mà những người tập cần nắm vững để sử dụng trong trận đấu. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật giật bóng xoay lên. Đầu tiên tư thế của mình là chuẩn bị hai chân rộng hơn ba một chút này. Lực là phải dồn vào hai chân này, cúi xuống mình động tác mình nghiêng khoảng 60 độ, giật bóng điểm cao nhất trên bàn. Khi bóng đến bàn lẩy lên điểm cao nhất, mình thực hiện động tác từ sau ra phía hướng phía mắt trái phía trước, hạ xuống giật lên, hạ xuống giật lên. Mình sẽ đánh lên cái điểm bóng cao nhất này. Thầy hướng dẫn em sẽ giật quả bóng, động tác giật bóng xoay lên này, hai chân rộng và hơn vai này, trọng tâm vào cả hai chân này, cúi xuống này, cúi xuống, động tác này ngắn này. Khi bóng điểm lên điểm cao nhất là mình hạ xuống này, bóng lẩy sang đến điểm cao nhất mình giật từ dưới lên trên phía hướng phía mắt trái mình hạ này, giật lên này, hạ này, giật lên này, hạ này, giật này, hạ xuống, rồi giật lên phía mắt trái mình cúi xuống giật đi, rồi lên, khi lên dứt khoát tay lên, rồi nào hạ xuống giật mấy cái, rồi khi lên đẩy nhanh chân lên, rồi hạ xuống nhanh chân lên, tiếp mắt mình nhìn hướng sang bên kia kìa, hướng này, hướng vào hướng bóng mình đánh chứ đừng cúi xuống này, nhìn hướng sang bên kia này, hướng sang hướng bóng mình đánh, rồi bây giờ mình bắt đầu giật thử vào bóng nhá. Hạ xuống vút lên, hạ tay xuống, hạ thấp tay xuống. Hạ xuống đẩy người lên, hạ xuống. Chung phải cúi người xuống, cao quá. Rồi, lưu ý động tác của Chung này. Chung phải hạ thấp, trọng tâm xuống này, thấp xuống này. Khi mình không đứng cao này, cao này, bóng này cao mình giật nó không có lực, thấp người xuống, hạ xuống thấp người xuống. Hạ trọng tâm xuống, giật dồn về phía trước. Trọng tâm thấp xuống. Rồi, hạ xuống, đúng rồi. Xuống thế, đúng rồi, hạ xuống kéo lên, hạ xuống kéo lên. Bóng đến điểm cao nhất bắt đầu mình giật, hạ xuống kéo lên giật đi, giật mấy điểm. Rồi. Rồi, cúi xuống. Rồi. Rồi, đây bây giờ mình thực hiện với bóng nhá. Thấp người xuống, thấp người xuống, đúng rồi. Thấp tay xuống, tốt. Lưu ý Đức này, Đức giật như thế tốt nhưng động tác hạ thấp xuống một chút nữa, không hạ gần đây ấy ạ. Hạ thấp xuống một chút nữa mình kéo lên, thấp xuống một chút nữa kéo lên, thấp xuống, rồi. Tiếp theo, sau khi mình đã tập giật bóng xoay lên thì tiếp tục chúng mình sẽ học tập giật bóng xoay xuống. Đối với giật bóng xoay xuống, tư thế thì cũng giống như giật bóng xoay lên. Hai chân rộng hơn vai một chút, cúi người xuống, hướng vợt thì trọng lượng là trọng lực cơ thể vào cả hai chân này. Vợt thì nghiêng một góc khoảng 60 độ này. Khi quả bóng xoay xuống, lấy điểm cao nhất rơi xuống, bắt đầu mình giật, mình tiếp xúc vào bóng và 2/3 quả bóng giữa vợt với bóng. Có nghĩa là tiếp xúc ở đây trên, dưới, giữa là 2/3, mình sẽ tiếp xúc là kéo lên. Bóng rơi lên điểm cao nhất này. Rơi xuống một chút mình tiếp xúc vào 2/3 với bóng, mình sẽ kéo bóng lên, hạ bóng xuống, khi lên. Khi lên chuẩn bị vợt và tiếp xúc với bóng mình sẽ có một lực đột ngột, là có nghĩa là tạo xoáy, còn phải có một lực tiếp xúc đột ngột giữa bóng với vợt, bóng sẽ mới lên được. Sau đây thì Đức vào thầy hướng dẫn để Đức giật bóng xoay xuống, nghiêng vợt góc 60 độ, hạ người xuống, hạ. Khi vợt tiếp xúc với bóng, mình sẽ giật đột ngột một lực lên để tiếp xúc tạo ma sát giữa vợt với bóng. Lên xuống bắt đầu mình giật này, bóng lên này, xuống điểm dưới bắt đầu mình giật 2/3 điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng, 2/3 vào giật đấy, Đức giật đấy, cú xuống hạ lên,
khi gần đến nơi giật đột ngột lên, thế hạ xuống giật tức quá lên, đẩy chân phải lên, rồi tiếp đánh mấy quả, chậm thôi. Sau đây mình sẽ thực hiện với bóng, chuẩn bị chéo bóng nhá, chậm vào, hạ xuống, rồi tốt, chân cúi xuống, hạ xuống, đẩy người xuống, hạ thấp xuống, co tay xuống dưới, ma sát lên, rồi hạ xuống, kéo lên, rồi tốt, rồi đứng được tốt đấy, lưu ý nhá, vật cố gắng hơi ngửa ra một chút nhá, rồi ok, chung vào, chung vào giật, chung thực hiện động tác đấy, cúi người xuống, thấp người xuống, hạ xuống giật lên, lên lên lên, khi lên này, khi gần đến bóng này giật đột biến này, có một sức đột biến sẽ tạo ma sát giữa vật và bóng, rộng chân ra, hạ xuống, rồi tiếp, rồi bây giờ mình mới thực hiện với bóng nhá, hạ xuống lên đột biến, giật, đúng rồi, tốt. Dứt khoát tay, hạ à, đẩy chân lên, dứt khoát tay lên, đúng rồi, tốt, đừng có giờ dứt khoát tay lên, tốt, dứt khoát tay lên, giờ dứt khoát lên cháu. Hạ xuống, đẩy lên. Oh. Sau đây là mình sẽ ôn lại động tác nha. Thầy sẽ ôn lại động tác với con những bài tập đã học. Giảm lực đi, càng ngày nó càng tăng lên thì cái đánh sẽ ra ngoài, giảm lực đánh cho nhiều thôi, nhớ chưa? Đấy, nhẹ đều đấy thôi, thấp người xuống thế.